Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm. Từ đầu năm đến nay, công tác đảng, công tác chính trị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bám sát nhiệm vụ và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, trong đó tập trung giải quyết chế độ cho quân nhân xuất ngũ, tuyển quân, tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới, đại hội thi đua quyết thắng. Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện các mô hình chi bộ năm tốt, đảng viên năm tốt, đảng viên dắt quần chúng và cấp dưới Mô hình đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới đô thị Văn Minh phối hợp thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong các lực lượng. Dịp này, bộ chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng cho năm tập thể, 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024.